Yên Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018. Việt TV đang có mặt tại Business Center, thành phố Reston, Virginia, để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong lễ trao học bổng của Kimmy Foundation tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Đúng 9 giờ 30 sáng, chương trình lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Mỹ, Việt và phút mặc niệm. Sau đó là phần phát biểu của bà Kimmy Dương cảm ơn quan khách. Thật là một vinh hạnh lớn cho Kimmy Dương Foundation được đứng trước các anh chị để cảm ơn và các anh chị đến để chung vui với các em ngày hôm nay. Cô Kimmy Dương cho chúng tôi biết. Hồi trước giờ đó thì cô vẫn đã giúp đỡ cho những vấn đề nhân đạo, giáo dục, sức khỏe, nhưng mà làm as một người individual. Thành ra bây giờ cô nghĩ rằng muốn giúp mà mua UN organizer, thành ra cô phải làm trong cái foundation đó, thì có nhiều người có thể góp sức với mình hơn. Năm nay là năm đầu tiên, thành ra chỉ có trao được 12 giải, 8 giải tụi này gọi là gold level, and 4 giải là silver level. Thành ra được 12 giải, chỉ hết funding. Thành ra mình cho ra được 20.000 để cho mẹ em mỗi giải gold level thì mẹ em được 2.000, còn silver level mẹ em được 1.000. Thì hy vọng là trong tương lai có những người mà muốn cộng tác, giúp đỡ thêm thì mình sẽ cho thêm. Dạ, bữa nay con được Gold Award Scholarship. Em cảm thấy như thế nào khi mà mình được chọn là một trong những sinh viên để được nhận scholarship ngày hôm nay em? Dạ, em rất là may mắn được cô Kimmy Dương chọn chúng em. Chúng em học rất là nhiều và lúc nào cũng tham gia trong cộng đồng Việt Nam. Rất là vui, hạnh phúc và có tự hào một chút về bản thân vì đây là lần đầu tiên em được nhận một cái học bổng. Là sinh viên mà vừa đi học vừa đi làm cho nên em không có nhiều thời gian để tham gia những hoạt động cụ thể cho các tổ chức. Nhưng mà em phục vụ cộng đồng Việt Nam thông qua cái công việc của em làm hiện tại là ở công ty, một công ty chăm sóc cho người cao niên. Nên là có phục vụ cho một số lượng lớn các bệnh nhân ở là người Việt ở trong khu vực của mình. Lễ phát học bổng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ trao học bổng của Kimmy Dương Foundation tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Reston, Virginia.